Hàng mới về bà con cô bác ơi, hôm nay là về tiếp á, là iPhone 11 Pro nha. Nhưng mà giá hôm nay sẽ giảm nhẹ một xíu rồi. 11 Pro phiên bản 64 GB á, hôm nay bên em bán giá là 8 triệu mốt nha. Thì đối với phiên bản 64 GB á, là phiên bản quốc tế rồi. Này, thị trường á, là của Mỹ nha, là LA rồi, mọi người thấy không? Dung lượng là 64 GB nè. Đó, không giới hạn SIM á, là phiên bản quốc tế nha. Thì hôm nay về được vài cây không rồi. Ngoại hình á, thì tầm khoảng 97-98 nha. Máy là nguyên zin 100%. Đó, mọi người thấy không? Máy nguyên zin 100%. Và dòng này á, pin thì tầm 8 lít thôi rồi. Đây, pin thì tầm 8 lít thôi. 88, 87, 86, 85 cũng có rồi. Nhưng con này pin 88 rồi, người thấy không? Đó, 8 triệu mốt, 11 Pro. Rất là đẹp nha mọi người. Đây, rất là đẹp luôn. Ngoại hình 9798, nói chung cũng có nhăm nhăm li ti luôn, người thấy không? 9798 thôi nha. Mọi người thấy không? Ok chưa? Bên em bán thì có hỗ trợ gốc không cần trả trước rồi. Ship code toàn quốc cho kiểm tra hàng trước kinh toán nha. Bây giờ sẽ test sơ trước cho người xem. Như là camera F1 nè. Tiếp theo là camera 0.5 đó, còn đây là camera X2 nè. Nói chung thì mọi chức năng sử dụng bình thường nha. Máy là nguyên zin 100%. Đây, camera selfie, màn hình zin có chu tông đầy đủ mọi người. Đó, tiếp theo sẽ là Face ID nè. Đây, là nhận diện khuôn mặt đó mọi người nè. Ok nha đó, không có lỗi gì hết nha mọi người. Rồi, 11 Pro 8 triệu mốt nha mọi người. 13 Pro Max thì mấy nay em chưa có hàng, tại vì màn hình nó hay bị lỗi mọi người, nên em cũng hạn chế nhập. Đó, mấy cái này thì kích hoạt bằng ba Auto á, nên mọi người phải vô wifi mới tải lên được nha, còn không thôi thì nó bị ẩn đen rồi. Này, 11 Pro 64 GB, con này màu đen nè. Đó, ngoại hình 9798 nha. Đấy, ok nha mọi người. Rồi, 8 triệu mốt thôi, pin 8 lít. Pin 8 lít là 8 triệu mốt nha, con này pin 85 rồi ha. Đó, 8 triệu mốt, màu trắng thôi mọi người cũng biết rồi. Đánh bóng cái đẹp như mới mọi người không? Cái màu trắng thì lúc nào nó là viền inox mọi người. Người đánh bóng là đẹp như mới nha. Đó. 11 Pro, 12 Pro, có 12 Pro không ạ? À? Dạ có anh ơi. Chị hướng em ơi. Không biết chị hay là anh nữa. Đó, thì 12 Pro bên em bán giá là 12 triệu 300, 128 GB màu vàng nha. Này. Còn cuối cùng là màu vàng. Đó, có 4 màu không rồi. 4 màu nha, 11 Pro. 8 triệu mốt không mọi người. Còn pin 100% á, mọi người cộng thêm 450 giúp em nha. Đó, là pin thay mới mọi người. Pin thay mới 100%. Này pin 83 rồi ha. Ok. Rồi, bên em bán thì có hỗ trợ trả góp không cần trả trước. Trả góp thì mọi người phải đến cửa hàng, không làm hồ sơ trả góp online được. Còn ship code thì có cọc người. Máy dưới 5 triệu cọc 300. Máy trên 5 triệu sẽ cọc 500, còn máy trên 10 triệu sẽ cọc trên 1 triệu nha. Đó, máy trên 10 triệu sẽ cọc trên 1 triệu. Rồi, bên em mọi người lưu ý nè, bên em chỉ giao dịch một số tài khoản ngân hàng Vietcombank. Chủ tài khoản là Hà Quốc Minh 97168569 nha. Mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo người. Thời gian làm việc của em á, là từ 9 giờ sáng cho đến 8 giờ tối nha. Đó, địa chỉ là 43 Hồ Hành Biên, phường 4, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 077 469 683 0608 774 0703 74 74 nha. Dạ rồi, em cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi livestream của người. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nha. Mới vừa về cái test xong bây giờ mới đi ăn cơm rồi. Nó bụng quá rồi. Cảm ơn mọi người nha. Bye bye.